tích vào màn hình à? Nhòm nhòm chứ giờ 3:10 rồi. À, như các bạn biết là mấy hôm nay tôi hạ giá rất nhiều các sản phẩm gốm sứ cao cấp để các bạn có thể mua ủng hộ tôi. Không cần không mua cũng không sao hết, chỉ cần các bạn ngắm những sản phẩm gốm thủ công do tôi làm thôi, cũng là để vui rồi. Và những chiếc hộp cao cấp bằng da như thế này, những chiếc hộp cao cấp bằng da lần này tôi làm để các bạn khi mà mua những sản phẩm ủng hộ tôi có những hộp quà sẽ rất là đẹp. Vì rất bận, hôm nay tôi phải làm thủ tục để cho A Sùng ngày mai mổ. Chiều mai em bắt đầu một ca phẫu thuật lớn, có thể thay đổi hết cả cuộc đời của mình. Hy vọng rằng số tiền của chị tích góp sau bán gốm những ngày vất vả, tư vấn cho khách những mặt hàng gốm sẽ đem lại một cuộc sống mới cho em. Phải biết trân trọng những đồng tiền mà chị làm ra. Tất cả số tiền đó, đó là mồ hôi, nước mắt, có thể là nhục nhã nữa. Có những người, người ta còn kiện tôi và người ta còn buông lời chửi mắng tôi. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng một đơn kiện với 2.500.000 đồng nó là sự thật không? Mà một số bạn vẫn cứ nghĩ là đúng, xong rồi còn quay sang hỏi tôi. Hãy nghĩ rằng cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Tôi chưa bao giờ làm sai bất kỳ ai cả. Cuộc sống của tôi vốn dĩ là cho đi rất nhiều và không mấy khi nhận lại những điều tốt đẹp từ mọi người hết. Tôi hy vọng rằng những sản phẩm gốm của tôi bán ra thị trường sẽ làm đẹp cho tất cả ngôi nhà và là những món quà có giá trị từ tất cả mọi người. Chắc là do mạng yếu, A Sùng ngày mai sẽ mổ. Đấy đấy, dần dần là muốn vào màn hình của chị đấy. Hy vọng rằng những đồ gốm của chị làm ra bán để kiếm tiền bằng những đồng tiền đó làm một ca phẫu thuật lớn cho em chỉnh hình. Em sẽ thay đổi một khuôn mặt toàn diện sau khi mổ xong ca mổ ngày mai. Rất nhiều bác sĩ tham gia trong ca mổ của A Sùng ngày mai sẽ là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời của em nó. Đây, A Sùng đây, Sùng Sale đây. Người ta nói rằng không biết là A Sùng là có phải thật hay không, nhưng tôi nói rằng lại còn hỏi một câu hỏi rất là buồn cười là có phải là thật hay không. Câu hỏi nó vô cùng kỳ lạ, bởi vì con người làm sao mà có thể giả được. Rồi hôm nay cái đơn mà tôi ký để phẫu thuật cho em nó còn chưa có dấu của, chưa có chữ ký của bác sĩ mổ. Chưa mổ thì làm sao mà có chữ ký của bác sĩ tiến hành mổ mà các bạn ấy cũng hỏi. Đó là một điều mà tôi cười mỉa rằng cuộc đời này vốn dĩ là không cần quan tâm đến ai hết. Càng quan tâm thì càng đau đầu mà thôi. Mạng yếu quá chị Ngân ơi. Mạng yếu quá. Ông tướng này hôm nay được đi thưởng thức rượu vang. Giận chị lắm, dỗi chị lắm. Cứ vào viện cái là bác sĩ lại cười ầm lên là suốt ngày đi tìm chị. Giận lắm, dỗi lắm, thương lắm. Nhưng mà do tôi bận quá nhiều việc và tôi phải làm rất nhiều việc. Một người phụ nữ gánh trên vai rất nhiều, rất nhiều. Một người phụ nữ gánh trên vai rất nhiều công việc, rồi lo toan, rồi đi từ thiện, rồi lo cho cuộc sống của những người mà dường như không phải là những người nhà của mình. Nó là một áp lực vô cùng ghê gớm. Các bạn không tưởng nổi ra đâu. Nếu mà các bạn ở trong vị trí của tôi thì các bạn mới cảm nhận được điều đó. Không ai dở hơi đất hỡi lại mang một người lạ về nhà mình chăm sóc rồi mang đi phẫu thuật để làm lại cuộc đời cho cậu ấy cả. Phải có một tình cảm gì đó gắn kết chúng tôi lại với nhau thì tôi mới làm được một điều đó. Chứ nếu mà bình thường thì chẳng ai dám làm điều đó đâu. Tại vì khi mà em trực tiếp em để đây thì là em để em tự quay thì làm mắt trái hay mắt phải gì đó. Còn khi có người quay cho em thì là mắt trái. Điều đó thì các anh chị hỏi đến đứa 5 tuổi thì cũng biết. Em khổ với các anh các chị quá, đừng ảo mãi quá. Hãy để cho em ảo thôi, đừng ảo theo.
Tôi hôm nay cũng ngày mai, chắc chắn là cái ngày mai ca mổ ngày mai tôi sẽ phải chi rất nhiều tiền. Hôm nay đã đóng vào rất nhiều rồi. Em còn một thời gian dài để chữa bệnh và còn rất nhiều người đang chờ tôi. Còn một lời hứa với các bé ở Sơn La, ở Yên Bái nữa, những chiếc áo khoác mùa đông sẽ dành cho các bé Tết này. Lời hứa, rất nhiều lời hứa sẽ phải được thực hiện, thành ra phải kiên quyết hơn và bán được nhiều sản phẩm gốm hơn. Có mì rồi. Sếp sang kia ăn đi sếp. Sếp có sang kia ăn không? Sếp ăn đi, nhưng lên. Sếp ăn về bệnh viện kìa. Suốt ngày ngồi thích ngồi gần. Để chị quảng cáo gốm còn bán, có muốn kiếm tiền không? Đây, thấy sếp ngồi đây ăn. Ôi dồi ôi. Chứ trẻ con đấy. Đây, sếp ăn đi. Lớn rồi đâu ít, 16 rồi chứ. Sếp 2001. Sếp ăn đi. Này sếp ăn đi, chị còn bán gốm chứ cái thằng này. Ăn từ từ thôi, không nóng đấy. Cho em mấy một cốc nước cam đi em. Ăn từ từ thôi, nóng đấy. Từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Được đổi hương rồng gió lội. Có thể rằng một người trong một gia đình bình thường cũng không thể làm được điều đó, bởi vì ca mổ rất lớn. Mà tôi chỉ trong vòng có 6 ngày để giải quyết tất cả mọi thứ. Chưa có bao giờ có một ca mổ mà nhanh đến vậy. Phải có sự quen biết và bản lĩnh, phải có cả tiền nữa thì mới làm được điều đó. Em này đúng là một sự may mắn. Em ấy đúng là may mắn. Thành ra luôn bám với chị, sợ chị không mổ cho hay sao mà luôn bám với chị. Nó rất là thương chị, rất là bám chị, thành ra mà sướng đến như vậy đấy. Ui giời ơi, ăn thế à, rớt. Bám vào chứ. Hãy vui vẻ, tôi ngấm rồi. Nói hơi nhiều nhỉ. Tại vì các bạn biết không, Facebook là toàn những người bạn của tôi ở nước ngoài thôi, thành ra tôi tâm sự nhiều hơn là bán hàng. Hôm nay tôi sẽ mời các bạn mua một sản phẩm mà tôi tung ra thị trường ngày hôm nay. Các bạn sẽ thích với bộ sản phẩm này, tôi định không hạ giá đâu. Tôi định không hạ giá mà sẽ bán bí mật. Nào, bỏ mì tôm ra để mới bán được hàng chứ bộ. Bởi vì đây là một bộ khảm bạc rất sang trọng. Được khảm bạc nguyên chất, bạc có thể thử độc tố cho chè. Nào ngồi dịch vào để chị quảng cáo hàng. Ăn thế à, người cứ đơn ạ. Nào ngồi dịch vào, kéo ghế dịch vào, nó nhanh lên. Trùng này. Nhanh ngồi dịch vào. Ăn kéo rớt. Không rụi mắt thế đau. Ngồi xuống. Ăn đi. Ăn. Bộ ấm chén này tôi sẽ bán ra thị trường với giá cực sốc cho các bạn. Chỉ vì là tôi muốn bán hàng thoát ra ngoài mà tôi sẽ chịu lỗ một ít. Tôi muốn các bạn mua ủng hộ tôi. Các bạn sẽ được giá rất rẻ và tôi không muốn nhận tiền từ bất kỳ ai cả. Ca mổ này dù lên tới nhiều tiền nữa tôi vẫn sẽ bán cả nhà, thậm chí bán cả máu của mình đi để mổ cho A Sùng. Sẽ không cần tiền của bất kỳ người nào hết. Các bạn sẽ, rất nhiều bạn muốn hỗ trợ tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi sẽ bán sản phẩm của mình nếu tôi thiếu tiền để các bạn mua giúp tôi. Sau đó thoát cái mặt hàng này ra, tôi sẽ có tiền rất nhiều để mổ. Em cười. Mờ lắm à? Tại còn sao? Ôi dồi ôi. Ăn đi cho chị nhờ, nhanh lên ăn đi. Nóng à? Cay à? Cay quá. Cay quá. À
ai mà rắc lắm mặt tiêu bò hôm nay cay quá ăn cay quá, úi rồi hâm ơi là hâm này, cay quá rồi. Ôi ông sùng ơi là ông sùng ơi, ông ấy ăn cay quá mà mặt mũi ông ấy sợ đó. Ngày mai ông đẹp dai rồi ông nhá, ông nhá. Cay quá, ăn cay quá bị. Ăn cay quá đấy. Đây là bộ chén. Đây là bộ chén. Đây là bộ chén được thiết kế sang trọng, lịch sự. À, sẽ là một điểm ưu việt trong bộ ấm chén khảm bạc này. Có thể thử được độc tố cho trà. Mai, A Sùng chiều mai vì phẫu thuật. Đây, nó cam cay quá cô ơi. Cay quá chị ơi, nó ngồi. Cay quá. Này đây, nó cam đây. Gớm chung chị. Cho ít hạt tiêu thôi. Tự cho thêm. Ngồi cay quá chảy cả mồ hôi. Úi dồi ôi, trông nhìn. Đây là bộ bạc, khảm bạc, tất cả đều đây là được khảm bạc hết. Đúng vậy, sợ, mọi người đều sợ chạy em. Nhưng tôi thì lại không sợ, chẳng hiểu sao, đó là một cơ duyên. Cũng là do ông trời. Ông trời mờ quá à. Mạng kém đấy. Bây giờ mà bỏ 3G, bây giờ mà quay bằng 3G thì lúc sáng lúc tối do mạng. Đây bộ ấm chén khảm bạc này. Đây là bộ ấm chén khảm bạc, được khảm bạc hết. Rồi này, trông nhìn ăn này. Ai lại trên đời thủa này ăn như thế này không chứ ấy? Úi dồi ôi, toát hết cả mồ hôi này. Rồi, sao thế, ăn uống kiểu gì ấy? Đây, ngày mai tướng cướp của tôi sẽ được mổ chỉnh hình hết đây. Đó. Ngoài chiếc hộp sang trọng răng, các bạn sẽ được tặng chiếc hộp bằng da sang trọng. Các bạn sẽ được tặng theo bộ sản phẩm để làm một quà biếu vô cùng sang trọng. Đây là bộ sản phẩm nguyên bộ đây. Tôi đã đặt. Đây là cả bộ. Thấy không ạ? Hết giận rồi. Đây là một bộ, cả bộ. Chả nhìn thấy gì à? À, chiếc ấm đây. Chiếc ấm, đây là chiếc ấm bạc. À, em sẽ tung ra thị trường bộ bạc này cho anh chị. $2.500.000. Em sẽ tung ra thị trường $2.500.000 để anh chị mua ủng hộ em. Em sẽ chịu lỗ $500.000. Em thuận đỗ em bán bộ bạc này với giá $2.500.000, được chưa? Trong đó các anh sẽ được tặng một hộp da để ấm chén. Sẽ được tặng thêm một hộp da để ấm chén, rất là sang trọng. Đây, khảm bạc $2.500.000. Tất cả ở đây là đều được khảm bạc hết. Lần này em sẽ bán lỗ ra thị trường.
Không biết chị ở đây hay sao ấy. Không biết chị ở đây hay sao ấy. Ăn đi, kệ các chị, các chị. Không phải ngại chứ. Mai em mổ, live stream đấy. Em đi khám rồi đúng không chị? Em đi rồi, mai em mổ. Vừa ký giấy cam kết xong. Chị ơi, chị mổ viện nào? 108. Ba bác sĩ tham gia mổ mà. Mai em sẽ đẹp dai. Ôi dồi ôi, các chị lắm. xào mì nào cay quá, nó ngồi đi. Uống nước cam bao nhiêu mà không đỡ, các chị xào mì cay quá. Cay quá, nó dặn ngay lúc đầu. Một tiêu chắc cho tiêu vào cay. Ôi dồi ôi, trông nhìn không hiểu tiếng mình nói đâu. Không hiểu tiếng Mông mà, em nói tiếng Mông thế không hiểu thì... Thế lúc hai lần nhau thì mình bảo nó hiểu, nó hiểu động tác của chị ra hiệu. Nó chỉ bám lấy chị thôi. Em chụp ảnh nha chị nhá. Mai chị chụp ảnh bây giờ em xấu đi, mai em thay đổi qua toàn bộ khuôn mặt. Với lúc ở cùng chị bác thì ra đây chụp ảnh với chị hẳn lên. Ra đây chụp ảnh với chị à? Hôm nay ở viện bao nhiêu người chụp ảnh với bác sĩ y tá chụp ảnh? Chả. Ra chụp ảnh với chị đi. Đứng dậy. Chị quý chị với chụp ảnh cùng nhé. Đứng dậy. Đứng dậy. Chị gọi rồi, chị gọi cháu. Không phải ngại đâu, không phải ngại nhá. Em chụp đằng này không? Các chị đang đòi chụp ảnh cùng này. Tiếng cướp ấy. Nào, nhìn đây. Chụp chị á? Vâng, cả chị đang mà. Đang quảng cáo để chụp á? Từ từ đang quảng cáo chị. Mai em mổ rồi, mổ đau đấy, ca mổ lớn đấy. Ăn, ăn vào tân tiết, vào ăn nhé. Em không hiểu cái hôm nào chị đi lên Sapa đấy xong mà chị gặp đấy, cậu bé này đấy. Vào ăn đi nghe súng. Ngồi vào. Được mổ nhanh. Rồi còn lâu à, đầy người ấy à, có tiền cũng chả mổ được mà. Mà người ta cũng chuẩn bị tiền, cặp đống tiền còn lâu mới mổ. À chị hôm trước có phải mổ và có bé không mà có chụp ảnh đứng đằng sau chị. Đúng đúng rồi, ngồi ở mà không phải ngồi gần chị, không sợ các chị ngồi xích vào ăn. Ngồi nói vào, giống tướng đàn ông đi ra nào thì phải lấy được vợ chứ, chuẩn bị lấy vợ rồi. Đứng dậy. Đứng dậy kê ghế hả nói vào. Nào bám. Nào bám. Ăn đi, em ăn đi. Ăn đi nhanh em. Đấy, cứ nói chuyện chả bán được hàng các chị cười chết kìa. Dính lấy. Mai ấy, mổ xong là cho về máng mường. Ăn đi nhanh lên, ăn đi không cười. Tướng ăn cay quá. Giống trong phim hả? Người ta không tin ở ngoài đời có người tốt như vậy. Cả làng của chị không ai tin hết. Đấy cũng ngay nhưng mà tại vì chị lên chị gặp ấy. Xong là em thấy chị bảo là chị đưa về không ai tin mà xong cả chị... cái bệnh viện ấy chị đi đâu cũng chụp ảnh hai chị em chị hết. Chả ai tin. Kệ. Bạn ấy sợ
tôi bám riết mà đi động thế, cứ chị cứ đến kiểu đến đây là hàng thủ công, thành ra nó hơi bị thô kệch một chút, hơi bị thô. À, là hàng thủ công Bát Tràng thành ra thô và được em khảm bạc trên này. Bạc, anh chị nhìn thấy bạc chưa ạ? Nào cứ bám lấy chị, thế nóng quá. Nhìn bạc ấy, đây là được khảm bạc. Rồi, nhìn này. Chết không chị? Chết chị. Để chị bán hàng. Có bố mẹ và 4 đứa em cơ. Có. Trời, bảo hôm nay, tôi bảo ngày mai chứ bảo hôm nay mổ đâu mà hôm nay. Các bạn vào chửi te tua cái thằng Dũng Lê kia ra cho tôi. Mệt quá. Mà em ý mổ thì tôi live stream cũng bình thường mà. Tôi live stream để bán hàng cơ mà. Mổ là chuyện em ý mổ và bác sĩ. Và bác sĩ phải mổ. Thì tôi phải nói là bán gốc. Các bạn, đây là khảm bạc. À, rồi ơi, ông Sùng ơi, ông để tôi bán hàng đó, ông Sùng ơi. Đây là bộ khảm bạc hết. Được làm bằng tay thành ra nó hơi thô một chút. Nó hơi thô một chút. Miệng hơi thô. Và bạc ở đây cũng được làm bằng tay thành ra cũng thô một chút ạ. Rất đẹp bộ này, mà ai thích thì có thể thử độc tố được cho chè đấy ạ. Sùng sinh năm 2000. Cái bộ này 3 triệu. Bộ 2.500.000 đồng. Thôi bán 3 triệu đi, không lỗ nhiều quá. Bán 3 triệu đi bộ khảm bạc này. Bán 3 triệu bộ khảm bạc này. Ba triệu đi, 2 triệu em giữa em lỗ nhiều quá, 3 triệu đi. Nếu mà bạn nào ủng hộ bộ bạc này để làm quà tặng thì em sẽ bán với giá 3 triệu, sẽ rẻ hơn một nửa. Em cần xuất tiền, em cần thu lại tiền, thành ra anh chị nào mà muốn mua thì liên hệ với em. Bộ khảm bạc, đây là bộ khảm bạc hoa sen. Hoa sen là biểu tượng của Việt Nam rồi. Tất cả được khảm bạc hết. Từ đáy ấm này. Từ đáy ấm này. Đó. Em giảm một nửa, các chị có muốn mua thì các chị mua. A à, Sùng ơi, nóng quá, nóng quá, cứ ôm tôi nóng quá, vòng eo tôi 150 rồi đây anh ơi. Hai triệu nhưng không được bộ này. Mặc cả.
các bạn cũng thấy tôi đang bán hạ giá xong rồi. Đây, đây, bà Nguyên. Trời ơi, ông cười cái gì thôi. Thành nó được làm bằng tay thành ra hơi thô một tí á. Cô Hà cô cười kìa, Hùng Thu Hà kìa, cô Hà ơi mai a trùng a treo mổ kìa. Rồi lần sau mở cứ dịt như thế này thì không đến bệnh viện nữa nhá, mai mổ cho một mình. Vâng, Đào cô. Riêng bộ khảm bạc thử độc này là 3 triệu. Cửa hàng của chị ở 80 Giang Cao Bát Tràng hoặc em có thể qua 54. Rất đẹp đấy. Ăn đi, ăn mì đi, chán quá. Cứ ngồi thẳng hàng lên cho chị, không chị ăn cho đòn đấy nghe. Ngồi thẳng lên. Đây là ấm nhá. Em còn một bộ phun vàng đẹp hơn, lần này em cũng sẽ tung ra thị trường để bán. Hôm nay đây là rồng vàng, đây là màu, đây là rồng vàng. Ăn đi nhanh em. Em sẽ hôm nay em ăn hẳn hoi vào, đừng để các chị cười. Hôm nay em sẽ bán cho anh chị bộ ấm chén này còn đẹp hơn. Trong các dòng ấm chén, đây là màu xanh rất là hiếm. Màu xanh rất hiếm và được phun vàng 24K trên này. Đây là màu xanh cực kỳ hiếm, màu xanh ngọc. Em định không tung ra thị trường bởi vì nếu bán ở thị trường, một bộ này em sẽ bán được giá là 5 triệu đồng. Nhưng vì đang cần thoát một lượng hàng lớn, em sẽ bán cho anh chị bộ này hôm nay với giá 2 triệu 500 ngàn đồng. 2 triệu 500 ngàn đồng, 3 triệu. Không được 2 triệu 500 ngàn đồng, không được phải 3 triệu với đủ bộ này. Bộ này có giá là 3 triệu đồng. Ngọc ấm đây ạ. Sủng xeo. Đây để em cho quay sang. Đây. Mờ lắm á. Phun vàng hết ở ngoài. Bộ này em sẽ bán giá cho anh chị hôm nay sẽ là 3 triệu đồng.
em không có nhiều đâu, thành ra sẽ chỉ bán hôm nay thôi. Bấm nhịn thôi hả? Bộ ngọc này chưa bao giờ thị trường có cả. Chưa bao giờ thị trường có bộ này hết. Và cần tiền thành ra tôi mới bán rẻ như vậy thôi, chứ bộ ấm chén gốm của tôi ít người mua được lắm. Phải những người nào thực sự biết chơi thì mới mua được. Bộ này Doãn Dũng không phải bộ em lấy, bộ này mới ra, chị vừa mới khảm lên, em có thích bộ này không? Sao? Ba triệu, chị bán rẻ xuống một nửa, 3 triệu để thoát hàng. Nước trắng hả? Hả? Không ăn được đâu cay, các chị nấu nào mà cay, nó không ăn được cay. Thôi bỏ ra chị ơi. Đây chị múc cho em bát cháo ấy. Mà nó không biết ăn cháo đâu, thôi chị cứ múc cho em bát cháo đi. Các bạn sẽ có một hộp đẹp. 3 triệu hôm nay chị bán ra. Nói không biết nhục là gì Trung Tình ạ. Ngày nào tôi chả lên mạng, nếu mà không vì từ thiện không vì chương trình từ thiện, một ngày tôi lên mạng tận 3-4 lần. Ôi dồi ông Sùng ơi, nóng quá, ông ngồi ăn hẳn hoi không, các chị đuổi ra khỏi đây bây giờ ấy. Bán kém nữa đâu. Ừ. Đây là toàn bộ. Bạn chuyển tiền vào tài khoản của mình và chụp lại hóa đơn. Không em ơi, bộ này mới ra, Doãn Tùng ơi. Bộ này em mới ra em ạ. Bộ này chị mới làm. Ôi, bán hàng mà cứ như thế này thì bán hàng kiểu gì? Ăn đi đã, uống nước cam. Cho chị cốc nước trắng em ơi, cốc nước trắng đá to vào. Sáo mà cứ cười mãi người ta tưởng hâm. Không cười. Ngồi nói à, không ngồi sát chị nữa. Ngồi hẳn hoi lên đàn ông. Nhưng mà chị ghét lần sau chị không cho đi nữa. Nhanh lên ngồi hẳn lên. Nhanh. Ngồi thẳng vào không được dựa vào chị nữa. Ngồi thẳng lên. Cho chị cốc nước trắng đá, cay lắm à. Có đến 5-4 nhá.
năm tứ não a sủng ăn đi. Sao cứ cười thế này, cứ ngồi cười thôi. Thế à, thế cứ ngồi cười đi, cứ ngồi cười nhá chị ăn. Thẳng vào nào, nhìn lên mắt tuyết ra rồi kìa. Đây, bộ ngọc này cực kỳ sang trọng. Bộ ngọc này rất cực kỳ nhanh tay lên, không có nhiều đâu. Nhanh tay lên, nó cay ý mà thật. Bộ phun vàng này không có nhiều đâu, và bộ ngọc này thật sự không có nhiều, chỉ có một chút thôi. Tôi cũng sẽ phá kho Nhật và sẽ bán 3 triệu đồng một bộ. Sao thế? Cứ cười thôi, cho em cốc nước trắng. Giá nó cay lắm rồi đấy, biết nó ăn cái gì ấy. Có khi là cay quá rồi. Dạ cháo ạ. Xíu Hải Phòng. Vâng, các anh chị lấy thì hãy nhắn tin cho em ạ. Đẹp. Rất đẹp đấy ạ. Ấm này. Chiếc ấm này. Ấm chén thôi. Đó. Này, bộ này đẹp không? Này, đây, đây, đây. Đây, chị chỉ cần... Này, bộ ấm này đẹp không ạ? Đẹp nhỉ? Ăn vừa nãy ăn phải tiêu chứ ạ? Tiêu, đâm ra cứ ngồi mà thở hều hều thôi. Ui dồi, cay quá, ui dồi. Cay quá đấy chị ạ. Ui dồi, ui dồi. Cay quá, nhưng không uống được. Hút, lấy uống hút đi, sùng. Uống được không? Lấy uống hút nha. Uống hút đây. Sao thế, cay quá à? Cay quá rồi, cô cậu cay quá rồi, khổ thân. Các chị mang lâu quá hả? Cay quá hả? Cay quá.
ngày mai cơ mà, ngày mai với mộ. Ngày mai với mổ. Không ăn nữa. Tay thì không ăn nữa. Nhưng mà thôi, mệt thì thôi không ăn nữa. Tí về viện ăn nữa. Kệ họ. Kệ họ không.